Xin chào mọi người và nhất là các người chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Đây là video em làm về cái tử vi cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các chị. Một trong những cái tuổi mà có thể nói là năm nay gặp khá nhiều may mắn và thuận lợi ở trong mọi mặt. Tuy nhiên là tốt đẹp cả về sao hạn vận niên, nhưng cũng có những cái cần phải lưu ý. Có thể nói là người mà Nhâm Tý 48 tuổi nữ mạng thì có một cái tử vi thuộc dạng là khá tốt ở trong năm nay. Thì như những cái video trước thì em làm thì em phải tổng quát cái thiên tính cũng như cái vận hạn cả đời của các chị để mà ứng vào cái năm Kỷ Hợi 2019. Đầu tiên thì em sẽ nói về cái thiên tính của các chị. Nhâm tính Tý mà nữ mạng sinh năm 1972 á, thì thiên can mang chữ Nhâm, thân cương mệnh của các chị rất dễ có các sao như là hóa khoa, hóa quyền, hóa lộc. Cái điều này chứng tỏ là các chị có vận mệnh cả đời tương đối là may mắn. Đa phần là những người sáng trí hơn người, thông minh, lanh lợi. Các chị là cái tuổi mà Nhâm Tý là được là tuổi Tý nè, tương sinh với cái mạng của các chị là mộc, người ta nói là tuổi mạng tương sinh thì vốn dĩ đã là tốt đẹp rồi. Phải nói là các chị là người tốt số trong cái lục thập hoa giáp. Tuy nhiên cái can Nhâm lại không mấy phù hợp với nữ, bởi là khi mà người mà có cái can Nhâm mà nữ mạng thì thường là cứng cỏi, cứng rắn và kể cả khó tạo được hạnh phúc ở trong cái gia đình. Nếu như không lấy chúng một người chồng mà có cái mệnh mà loại nhu mì một tí xíu mà gặp bằng mấy người như chữ Giáp và chữ Bính thì rất là dễ xảy ra là cái việc mà ly tán. Thường là người mà các chị là gắn chữ Nhâm tuy là nữ nhưng mà thường là những người đứng mũi chịu sào ở trong gia đình. Trong mọi tình huống, nếu có thành công to lớn trong sự nghiệp thường gia đình sẽ không hạnh phúc và rất dễ gãy đổ. Nếu các chị chọn gia đình thì sự nghiệp của mình sẽ có vấn đề. Nhưng mà nếu mà chọn sự nghiệp hanh thông, vượng phát hoặc là làm ở trong quan vận mà tiến xa thì gia đạo rất khó hạnh phúc ha. Các chị mà Nhâm Tý đó sinh vào mùa đông mùa xuân đó, vào ban ngày đó, thì cuộc sống sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn, là công danh tài lộc nó cũng dễ tăng, hưởng nhiều phúc lộc thường. Và những cái tháng ngày còn lại thì thường phải gian nan và đường tình duyên cũng chịu nhiều phen gian dở. Cái đó là cái dở của người của các chị. Tuy nhiên dù trong hoàn cảnh khó khăn hay là sóng gió nào thì các chị Nhâm Tý cũng rất dễ thích nghi và tìm cái đường vươn lên nhanh chóng. Đó là đặc tính của những người mang tuổi Tý. Và với chữ Nhâm của các chị thì như là nói là Nhâm thì hơi nặng về phần người đàn ông, cho nên là cũng người ta nói trai Nhâm gái quý, mà mình gái nắm Nhâm thì gánh vác sự nghiệp, gánh vác cái trách nhiệm với gia đạo hơi nhiều, thì phải đi vào trung vận thì mới vững vàng và danh lộc có thì ngày càng thăng tiến. Có thể nói người của các chị là chỉ có cái khuyết điểm là khá nóng nảy ha. Chữ Nhâm thì người như đàn ông, nhưng mà may là chữ Tý của mình là Thủy, Nhâm với Tý gần là đều là Thủy hết, mệnh là mệnh mộc tương sinh khá tốt. Và như vậy là có thể nói là các chị vốn dĩ đã tuy là trái chữ lỗi số nhưng mà vẫn tốt chứ không phải là xấu ha. Tiếp tục thì vận, cái đó là vận vào cái vận niên của cái tử vi của cả đời và cũng như là một số thiên tính của các chị. Thì vận vào cái năm Kỷ Hợi 2019 thì nó sẽ như sau. Các chị là mạng tăng đối mộc, tức là cây dâu tầm á, mạng mộc mà gặp năm mộc á là tương trợ tốt, chủ về một năm có ít sự thay đổi về công việc làm ăn cũng như là sức khỏe mình không có vấn đề. Năm nay á, là nếu có việc gì mà quá khó khăn á thì sẽ có quý nhân mà đến giúp đỡ cho các chị. Sao chủ của các chị có ở năm Kỷ Hợi là ngôi sao rất tốt cho cả nam lẫn nữ, đó là sao Mộc Đức. Và đặc biệt là cái sao Mộc Đức mà nếu như mà xét chung thì người ta nói là may mắn danh lộc rất là tốt,
Các chị mà gặp sao Mộc đức chiếu mạng, người ta gọi là công danh tài lộc thì vượng tăng, gặp nhiều may mắn, mưu sự thì dễ thành. Sao Mộc đức thì các chị đã biết rồi, nghe chữ Mộc là biết thành Mộc rồi, thì tốt cho người mà mạng Mộc, lại có cơ hội thành tựu tốt đẹp hơn. Hạn thì các chị thuộc một cái hạng nhẹ nhàng, người ta gọi là tiểu hạng, đó là xây xác tay chân nhẹ, hạng tam kheo, chỉ tránh sử dụng cái vật sắc nhọn, đi xe cẩn thận một chút xíu, nếu như mà có tai nạn đi nữa thì cũng chủ yếu là quẹt tay quẹt chân tí xíu mà thôi ha, cũng tương đối không có việc gì xảy ra. Vận niên á, thì là vận niên thử quy đi, tức là con chuột về đồng, cái hình tượng chuột chui vào ruộng lúa về đồng ruộng, thì đây là điềm báo của một năm gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Hầu như định làm việc gì á, thì nếu như mà khởi đầu có khó khăn thì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, hợp tác với người thì được tin dùng, đầu tư kinh doanh thì rất là ấy, như vậy rất là thành công, sướng quá. Rõ ràng là với cái vận niên này thì người ta đã dự đoán rằng đó là tiền bạc dễ dàng, có hành tài đường quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến, nhưng cẩn thận và kín đáo, gặp được bạn tốt thì có hỷ sự. Ngon lành ha, nghe thử quy điền là thấy êm rồi đó. Như vậy thì nãy giờ xét ha, mạng tốt, sao tốt, hạn thì bình tiểu hạn, vận niên ngon. Rồi xét coi thiên can với địa chi nó sẽ như thế nào. Thiên can á là nhâm gặp kỷ, là bình hòa, xét về mặt tử vi, chủ về một năm công việc làm ăn bình thường, tiền bạc cũng không có việc gì là khó khăn. Ngon ha. Địa chi là tý gặp hợi, cũng là bình hòa, chủ về một năm gia đạo yên ổn, không có xào xáo nhiều. Tuy nhiên là tý với hợi thì cùng hành thủy, cho nên là có thể nói là nạp âm ngũ hành của địa chi là cùng hàng, thậm chí là tốt đẹp hơn. Đó là cái sơ khởi. Như vậy phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành và luận giải, thì can kỷ năm nay của năm Kỷ Hợi là thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, trung vận sẽ là thiếu cung nên thổ sẽ vượng. Đối với các chị mà mạng mộc gặp năm thổ vượng thì không có cái phần lợi ích từ cái nạp âm ngũ hành, nhưng gặp năm sao hạn rất tốt, gặp nhiều may lành, tài lộc tăng, thời cơ thì khá thuận lợi, mưu sự thể rất là dễ thành, nhất là tháng 2, tháng 3 và tháng 7 âm lịch. Có thể nói đây là năm tốt nhiều, xấu ít. Gia đình sự nghiệp có phần hưng vượng, tài lộc vẫn dồi dào, gặp nạn thì chắc chắn có quý nhân sẽ ra tay giúp đỡ. Ngon ha, rõ ràng là với cái tử vi bên ngoài của các chị nhâm tý thì báo hiệu rằng là sẽ có khá khá cái sự thành công, khá khá cái sự tốt đẹp. Rồi xét thử coi sự nghiệp và công danh của các chị ở năm 2019 nó sẽ như sao. Về tứ trụ á, thì xét về mặt tứ trụ á, thì với thiên xung địa lợi, môi trường làm việc của các chị gặp thiên xung á, thì sẽ gặp trục trặc tốn hao vì người thân hay là bản thân bị tai bay vạ gió, có tốn tiền. Tuy nhiên gia đạo thì nhiều thuận lợi, giúp cho tài lộc có thể là sẽ vượng tăng. Xét về mặt tử vi, tiểu vận của năm 2019 là đi vào thắng địa, công danh sự nghiệp dù có vài khó khăn ở ban đầu cũng sẽ vượt qua và vẫn có phần tăng tiến. Tiểu vận đi vào thắng địa còn có khả năng ngăn chặn và hóa giải các sự xấu do sao hạn nó gây ra. Nhưng mà năm nay sao hạn không xấu ha. Đại vận 10 năm, tức là từ năm 43 đến năm 52 tuổi, là thời gian mà tài lộc, tiền tài cũng như là danh vọng có chiều hướng đi lên. Em nói là 10 năm đi lên, 10 năm đi xuống, thì từ năm 43 cho đến 52 tuổi thì là cái chữ nhâm tý của các chị là 10 năm đi lên. Tiểu vận là được hưởng cái tốt của đại vận 10 năm, sẽ làm cho cái công việc càng thêm tốt đẹp. Ngon ha. Cung tọa cung tiểu vận á, thì bị thất sát tọa chủ, bị thất sát tọa chủ này dễ sinh tổn thất hư hại trong công việc. Nhưng rất may đồng cung có cái thiên đức, long đức là hai cái phúc tinh khá mạnh, nên cũng có nhiều người giúp đỡ. Vì thế mà cái hạn
nếu có xảy ra cũng không quá lớn lao, sẽ vượt qua được. Công danh tài lộc vì thế cũng không có suy hao quá nhiều. Tuy nhiên các chị là người nhiều cái nam tính khá nóng nảy, cần biết tự chủ kiềm chế bản thân, đừng để cái chuyện mà mình gặp trúc trắc mà mình xé nó ra to, gây nhiều phiền toái. Mọi việc nên tính toán để được lợi mình lợi người, như vậy thì mọi chuyện sẽ không có việc gì xảy ra quá nặng nề. Lưu chiếu thì còn có tại cung lưu chiếu thì có hóa lộc thái dương thiên hỷ, đây là những cái phúc tinh rất là tốt đẹp. Tuy nhiên là bên cạnh đó cũng có đại hao chiếu, tiểu hao thì lưu, tiền bạc thì có vào nhưng cũng ra, chi ra cũng không nhỏ, có thể nói là sẽ là tốn tài. Lại nữa, cung xung chiếu có trực phù nè, quan phủ thiên la, có ông trực phù mà đi trước quan phủ này thì rất dễ đáo tụng đình, công việc người thân gì đó của mình sẽ gây tốn hao bằng cách là đáo vô tụng đình, vướng vào pháp luật ha. Bản thân nếu muốn tránh cái chuyện này thì nhớ kỹ càng về sổ sách, nếu không thì nhất nhất là cái việc mà thuế má đồ này kia phải minh bạch, nếu không thì phải tới công quyền cả bản thân mình luôn chứ không phải là người thân. Tọa hạn thì có thiên hư thiên khốc, đây là những phá và bại tinh, cho nên sẽ gặp việc không được như ý, rất là dễ sinh buồn rầu. Nhưng rất may cho các chị là ở trong hạn có hoát khoa, là một trong những cái giải thần, người ta gọi là giải tinh đệ nhất giải tinh, có khả năng và phải nói là hóa giải chướng ngại, gia tăng phúc thọ. Mà ở trong cái hạn của các chị có thể nói là có hóa khoa này thì ổng sẽ hóa giải bớt thiên hư thiên khốc ha, làm cho cái hung họa ban đầu nó trở thành nhẹ nhàng. Tự thân của các chị thì muốn tránh cái điều mà xấu thì phải gọi là nhẫn nhịn, khi lâm nghịch cảnh sẽ có, chắc chắn sẽ có người giúp các chị, đừng có mà nôn nóng mà sẽ gây ra hai hậu quả xấu. Cung mệnh thì có bệnh phù phi liêm, bệnh phù thì ảnh hưởng tới sức khỏe, phi liêm thì là tai tiếng thị phi, cho nên là coi chừng sức khỏe của mình, và chắc chắn là sẽ có người mà coi du oan giáng họa cho mình. Nhưng thôi cứ im đi cho nó yên yên ổn, mình có cái sao hạn vận niên khá tốt, tuy nhiên thì cũng không vì thế mà mình lợi dụng nó, là mình dùng nó để mà trả thù người khác sẽ không nên. Đặc biệt là cung tài bạch của các chị có tiểu hao hộ chiếu, tiểu và đại hao hộ chiếu như đã nói ở trên, thì chắc chắn sẽ có gây hao tốn ở trong công việc của các chị. Nhưng rất may cũng có hóa lộc đi với thiên trù, dù có tốn hao nhưng vẫn có phần bù đắp, không đến nỗi nào là các chị phải mất mát nhiều. Như vậy nhìn chung về công danh và tài lộc sự nghiệp của năm Kỷ Hợi 2019 đối với các chị sao hạn vận niên đều tốt, chỉ có cung tài bạc là bị tiểu và đại hao cùng đáo nhập, cho nên là khó tránh khỏi tốn hao. Được cái là vận thế là đi vào thắng địa, nên danh lộc cũng có phần bù đắp lại cái tốn hao của các chị cần để ý đến cái bệnh nạn bất ngờ ảnh hưởng đến công việc do bệnh phù đảo nhập ở trong cung. Như vậy thì về mặt sự nghiệp có một chút gì đó, tuy là nó có tốt đẹp nhiều hơn là xấu, nhưng với cái tại và tiểu hao thì chắc chắn là các chị làm ra được, nhưng mà cũng hao tốn được ha. Còn về mặt gia đạo và tình cảm thì theo cái tử vi của năm Kỷ Hợi á, thì cuộc sống sẽ có nhiều biến động, tình cảm sẽ khó được an vui, tuy nhiên là nó không có lớn lao, nó chỉ là chuyện vụn vặt nhỏ nhỏ ở trong trong cái gia đạo thôi, chứ còn phần gia đạo thì cũng không đến nỗi nào. Các chị là như đã nói là người thì nữ nhưng mà tính là nam, cho nên là khó được tìm được cái hạnh phúc lứa đôi. Các chị mà
nhâm tý rồi là nóng nảy. Năm năm kỷ hợi thì có thiên khốc là kình dương đà la hội nhập, tình cảm sẽ có nhiều xung động. Vốn là các chị là người nóng nảy cho nên hay khắc khẩu với lại chồng mình hoặc là những cái người thân ở trong gia đạo của bên chồng. Cho nên là các chị là người thường phải chịu đựng trong cái cuộc sống như vậy. Tuy là các chị nóng nảy đó, nhưng mà các chị thường hay bị hàm oan do chữ nhâm đó. Mình gọi là lỗi số, người người thì nam mạng nhưng mà người thì nữ nhưng mà nắm tính nam mạng rất là dễ bị hàm oan. Đặc biệt với khôi, thiên khôi, thiên việt và hỷ thần thì các chị vẫn có niềm vui ở trong cái gia đạo của các chị từ con cái, làm cho các chị cảm thấy là không có việc gì mà phải quá lo cho những người khác, và con cái của mình sẽ là một cái niềm vui. Quan hệ bạn bè của các chị thì rõ ràng là tốt đẹp, vì với sao mệnh cũng như là thiên khôi, thiên việt, thiên hỷ ở trong này thì các mối quan hệ sẽ năm nay không có đem đến thiệt hại cho các chị quá nhiều, thậm chí là còn đem đến lợi lộc cho các chị, cho nên là không cần phải lo lắng. Còn mà với những cái người mà còn độc thân như đã ly dị hoặc là độc thân thì năm nay sẽ có nhiều tốt đẹp về tình cảm ở trong cái cuộc sống, cho nên là ok ha. Nếu như có anh nào muốn góp gạo thổi cơm chung thì vẫn ok, không có việc gì xảy ra đâu ha. Rồi về phần sức khỏe, và như vậy thì năm nay can chi thì bình thường, mệnh thì là cùng hàng, tất cả các mọi thứ khác thì đều ok, cho nên là sức khỏe không là vấn đề. Vì các chị có một cái năm tốt khá nhiều về mặt công việc, về mặt gia đạo thì tâm trí của các chị không phải lo lắng nhiều. Người bản thân của các chị là người nhâm lại là tý nữa thì thích nghi ở môi trường mới, cuộc sống mới hoặc là ở trong cuộc sống thì không đến nỗi nào. Tuy là mạng không phải là người trường thọ nhưng mà cũng không có yếu như đến năm nay đâu, thì các chị yên tâm ha. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái thông tin về tử vi của năm kỷ hợi 2019 đối với tuổi nhâm tý nữ mạng, có khá nhiều điều tích cực báo hiệu ở trong năm này. Thì em vận vào luôn cả cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm 2019 đối với tuổi của các chị nó sẽ ra sao. Thì đầu tiên thì các chị đã trải qua cái tháng giêng của năm kỷ hợi 2019, đó là tháng Bính Dần. Thì bây giờ em chỉ nói lại thôi và để coi các chị nghiệm coi xem nó có đúng hay không. Tháng giêng của năm năm nay là một tháng Bính Dần gốc hỏa. Như vậy mệnh là mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh sức tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng cái bệnh nạn của mình. Thiên can là chữ nhâm của các chị, nó khắc chữ Bính, thiên can tương khắc tháng, gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận về mặt giấy tờ và có nhiều cái bế tắc ở trong công việc của các chị ở cái tháng này. Vì sao? Vì cái bản thân mà mộc sinh hỏa là cái bản mệnh của các chị bị sinh xuất, mà khi bản mệnh bị sinh xuất thì các phúc tinh tài tinh, nhất là đặc biệt là cái phúc tinh hóa khoa sẽ bị ảnh hưởng, và ảnh hưởng thì gặp cái thiên can mà nhâm khắc Bính nữa, ảnh hưởng cái công việc nữa, thì chắc chắn là tháng giêng không mấy tốt đẹp đối với các chị về mặt sức khỏe và công việc. Địa chi là Dần Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp. Như vậy thì về mặt gia đạo thì không có việc gì quá lớn, thậm chí là có nhiều niềm vui ủng hộ tinh thần các chị. Đó là tháng giêng ha, các chị tự nghiệm ra. Bây giờ đến tháng 2. Tháng 2 là tháng Đinh Mão, tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy bản mệnh sẽ giống như tháng giêng là mộc sinh hỏa, sức khỏe và bổn mạng có vấn đề, cần phải cẩn trọng. Thiên can thì tốt đẹp. Chữ đinh nó sẽ hợp chữ nhâm. Người ta gọi đinh nhâm là thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp nhân từ chủ về chữ nhâm. Sẽ có cái người xuất hiện, sẽ có quế nhân giúp đỡ cho công việc.
nếu như gặp khó khăn. Đặc biệt là với cái thiên can mà thuộc ngũ hợp này, công việc và những cái khác liên quan tới rắc rối của mình sẽ có cái người giúp đỡ mà vượt qua cái khó khăn. Địa chi thì không tốt đẹp, Tý Ngọ Mão, Tý Mão là thuộc nhóm tự hình. So với lục xung thì tự hình nó sẽ nhẹ hơn nhiều. Ý nghĩa của tự hình đó là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, rõ ràng là mình sẽ bị thản nó tương khắc. Như vậy giữa tháng giêng và tháng hai thì chúng ta các chị bị tháng hai thì bị địa chi, tức là phần gia đạo rồi này kia làm các chị buồn phiền. Tháng giêng thì bị công việc, bị thiên can. Tuy nhiên là tháng hai vẫn gỡ gạt được tí xíu là nhờ cái thiên can thuộc ngũ hợp. Đặc biệt thì mệnh là bị sinh xuất nó không được khỏe cho lắm, cũng đau đầu như mỏi gì chút chút chứ không có phải ảnh hưởng gì quá nặng đối với tuổi của các chị ha, cho nên là yên tâm. Tiếp tục là tháng 3, tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn thì tháng Mậu Thìn là thuộc mộc, các chị là mệnh mộc, như vậy là mộc đồng hàng, sức khỏe và bổn mạng tốt. Khi mà mộc đồng hàng thì phúc tinh và tài tinh nhiều khi sẽ được hưởng lợi, phát sáng, tốt cho công việc, tốt cho cái những cái phúc tinh và tài tinh ở bên trong mệnh của các chị. Thiên can á, thì chữ mậu của Mậu Thìn nó khắc chữ nhâm. Thiên can bị tháng tương khắc, công việc khó khăn, cẩn thận vướng rắc rối với pháp lực, đó là cái tháng 3. Tuy nhiên về phần địa chi là Tý gặp Thìn là thân Tý Thìn tam hợp. Người ta nói thuộc nhóm tam hợp là tốt cho các mối quan hệ, hanh thông trong cái gia đình. Tháng này thì công việc cũng vẫn chưa có được trôi chảy lắm, nó có sự tiến triển nhưng rõ ràng với chữ mậu khắc nhâm nó cũng còn đem tới cái buồn phiền mệt mỏi cho các chị, cho nên các chị cần cẩn thận. Hy vọng với cái tam hợp của tháng thân Tý Thìn nó sẽ phần nào khống chế, hóa giải đi cái thiên can tương khắc mà làm cho các chị công việc nó tốt đẹp hơn. Nhưng là em thì em sẽ vẫn cẩn thận hơn tháng này chứ chưa có chắc cú ha. Tiếp theo là tháng 4, tháng Kỷ Tỵ, tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy mệnh đồng hàng mộc, sức khỏe và bổn mạng tốt, ok. Thiên can nhâm kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về nạp âm ngũ hành. Thì nó lại là nhâm là thủy, kỷ là thổ, cho nên nạp âm ngũ hành là bị tương xung. Công việc cũng vẫn có gì đó chưa thật sự thanh thông, chưa thật sự tốt đẹp. Địa chi Tỵ Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc. Như vậy tháng 4 thì tốt đẹp hơn tháng 3 một tí, vì thiên can không bị tương khắc với lại cái thiên can của các chị. Tốt đẹp hơn, thậm chí là nó tuy là nó bị tương xung về mặt nạp âm ngũ hành nhưng nó không quá lớn lao đâu. Em nghĩ là sẽ có tin tốt đẹp từ công việc của các chị. Tiếp đến là tháng 5, tháng Canh Ngọ. Một tháng thổ. Như vậy mệnh thổ sẽ khắc thủy, bản mệnh sẽ khắc bị tháng tư khắc. Lộn, các chị bệnh mộc, sorry, mộc nó khắc thổ, bản mệnh tương khắc tháng, sức khỏe yếu cần cẩn trọng. Dù gì nữa thì mình khắc tháng nó cũng ok hơn. Các chị nên nhớ em đã nói trước ở những video khác thì 2 tháng 5, tháng 6 của năm Kỷ Hợi 2019 là 2 tháng thổ vượng ha, cho nên là sẽ có nhiều điều không tốt cho những cái người mà bị thổ khắc, như đó là như người mà thủy. Cầu các chị là khắc nó, cho nên là dù có đi nữa thì là cũng không quá lớn lao. Thiên can thì nhâm canh là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy thì nhâm thì thuộc thủy, canh thì thuộc kim. Như vậy là nạp âm ngũ hành là tương sinh, kim sinh thủy, rất tốt cho công việc, sinh được tài lộc và có nhiều tin tốt đẹp. Về phần địa chi thì Tý gặp Ngọ là lục xung. Lục xung là mô tả sự đối chọi, gây ra nhiều sóng gió trong gia đạo. Đây là tháng gia đạo của các chị rất dễ gặp chuyện không vui mà ảnh hưởng đến cái công việc. Như vậy thì tháng 5
với cái mạng tương khắc thì có khó khăn có bệnh đi nữa thì cũng nhẹ nhàng và viên thuốc là qua. À, tuy nhiên là phần địa chi các chị cần cẩn thận với cái lục xung của địa chi thì rất là dễ xảy ra những cái điều không tốt đẹp, không vui vẻ ở trong cái gia đạo của mình. À, tiếp đến là tháng 6, tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi tiếp tục là một tháng thổ, như vậy mệnh là mộc khắc thổ, bản mệnh tương khắc tháng, ha, nó có vấn đề chút về sức khỏe. Thiên can thì nhâm tân thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Nhâm nhâm quý thì thuộc thủy, canh tân thuộc kim, tiếp tục là một tháng được nạp âm ngũ hành của thiên can tương sinh kim sinh thủy, tốt đẹp cho các chị. Tý mùi thì thuộc nhóm tự hại. À, tự hại ở đây được hiểu là sự cản trở nha. À, tháng 5, tháng 6 gia đạo đều là có vấn đề. À, gia đạo là một cái là địa chi là lục xung, một cái là tương hại. À, gia đạo sẽ có nhiều điều buồn phiền gây cho các chị những cái điều không tốt đẹp. Rồi bản mệnh thì 2 tháng này thì đều là khắc tháng, chỉ có nạp âm ngũ hành của cái công việc của thiên can là tương sinh kim sinh thủy. À, thì rõ ràng với cái vận hạn 6 tháng em đã phân tích ở trên thì thấy rằng đó là vận niên vận thế của tất cả sao hạn của các chị đều may mắn, nhưng 6 tháng đầu năm với cái vận hạn vận vận mệnh như thế này thì không tháng này gặp trục trặc cái này thì cũng gặp trục trặc cái khác. Có thể nói 6 tháng đầu năm của các chị khởi nguồn với nhiều khó khăn, với nhiều cái việc chưa thuận lợi. À, bắt đầu từ tháng 7 là tháng Thân, mà tháng 8 tháng Dậu, tháng 9 tháng Tuất, tháng 10 tháng Hợi, 11 tháng Tý. À, thì em hy vọng rằng là với 6 tháng đầu, 6 tháng cuối năm sẽ báo hiệu nhiều điều tích cực và kéo theo cái công việc nó hanh thông. Thôi kệ nữa ha, mình nói là vạn sự khởi đầu nan. À, gian nan đừng có bắt đầu nản là được. Nhưng mà chắc các chị tuổi năm nhâm tí thì cái chữ mà gian nan bắt đầu nản thì chắc không có ở trong cái suy nghĩ của các chị. Bởi vì người nhâm tí mà nữ mạng hay nam mạng thì đều có tính thích nghi rất tốt đẹp. Tuy nhiên nhâm tí nam mạng thì hơi không tốt đẹp ở nhiều mặt, đó là có một số anh là lợi dụng cái sự may mắn, cái sự tốt đẹp của cái bản mệnh, cái số của mình mà gây ra cái điều nó không tốt đẹp. Em cũng chia sẻ như thế này. Tử vi là tử vi của em đang nói là chung chung cho tất cả mọi người tuổi nhâm tý. Tuy nhiên là có người hỏi em là sẽ chắc chắn sẽ có người hỏi tại sao tuổi tôi nhâm tý mà tôi khổ, tôi không được như chú nói, hoặc là tuổi tôi nhâm tý mà sao tôi không thấy tôi xui. Tất cả đều còn phải tùy vào cái đức năng. Đức năng của các chị tốt thì các chị thắng được cái số mệnh. Rồi là vận vào nữa là cái tướng của các chị nữa. À, cái tướng nó sẽ ảnh hưởng cái thời vận của các chị rất nhiều. Các chị có cái vận mệnh, có cái tử vi của năm tốt, nhưng mà tướng của các chị xấu quá, nhiều thứ xấu quá, nó sẽ không được suôn sẻ như những người có đầy đủ những cái tướng tốt, những cái phúc tướng mà người ta có được. Chứ không phải là cứ các chị có thấy không, thì số mệnh đó, thì người mà cùng tuổi thì cũng có người nó giống giống nhau, tháng sinh đồ này kia nó chênh lệch nhau, nhưng mà cũng có số người giống giống nhau, nhưng mà cái tướng mạo, cái mặt của người thì không ai giống ai cả. Tướng tốt ảnh hưởng từ tâm, từ tại sao tâm nó sanh ra tướng. Các chị là người tốt, các chị tu nhân tích đức thì các chị sẽ lần lượt chuyển hóa cái số khổ của mình đi để mà tốt đẹp hơn. Chứ còn bây giờ các chị có số đẹp, số tốt mấy đi nữa mà các chị không có cái tướng tốt, các chị xấu quá về tướng. Ví dụ như mũi của các chị mà nó gập ghềnh, đặt đại loại như vậy đi, mũi của các chị nó không thẳng, chỉ các chị rờ đây mà các chị nó bị gập ghềnh ở đây. Thì làm sao cuộc đời sống của mình nó suôn sẻ được? Cái mũi là cái giống như là nó gập ghềnh, bản thân nó đã gập ghềnh thì làm sao mà nó suôn sẻ trong cuộc sống được? Bây giờ không có sống đi nữa nhưng mà nó đừng gập ghềnh. Thì mình sẽ không bị rắc rối về tình duyên. Ấn đường của mình đó, luôn sáng, tạo được ấy thì nó tốt. Còn ấn đường của mình chơi có cái thẹo ở đó thì làm sao mà nó
nó hưởng ứng nó tốt đẹp được. Tất cả mọi thứ kết hợp vừa tử vi cộng với tướng số của các chị sẽ tạo ra cho các chị nhiều điều. Có nhiều người sử dụng cái tướng số sửa cái này sửa cái kia để cho mình nó bớt khổ, điều đó cũng đúng thôi chứ không có sai ha. Rồi, rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem cái video về tử vi năm Kỷ Hợi 2019 đối với người nữ nhâm tý. Nếu các chị xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ video này cho nhiều người tuổi nhâm tý được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Ba Tử Vi ở YouTube, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo về tử vi phong thủy cũng như là các mặt khác về tâm linh của các tuổi. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.